Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào đàn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận ra biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu nói với những người Do Thái rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Như chúng ta biết, phong tục của người Do Thái ngày xưa cũng như bây giờ, với những người chăn chiên, họ muốn bảo vệ cho đàn chiên của mình thì có ít là hai cách. Cách thứ nhất, nếu mà họ chăn chiên ở xa làng mạc thì tối về họ sẽ tìm một cái hang đá, mà cái hang đá đó chỉ có một lối ra vào mà thôi. Họ lùa chiên vào trong cái hang đá đó, rồi sau khi chiên đã vào hết rồi thì họ nằm chắn ngang cửa hang, và chiên dĩ nhiên muốn ra vào thì phải bước qua cái người chăn chiên này, hoặc là kẻ trộm kẻ cướp muốn ăn cắp ăn trộm chiên thì cũng phải bước qua cái người chăn chiên này, khi mà người chăn chiên này nằm chắn ngang cái cửa hang. Và cái thứ hai, đó là nếu người chăn chiên mà ở gần làng mạc thì họ sẽ gửi chiên cho người giữ cửa mở vào một cái nơi chung, và dĩ nhiên cái người canh cửa thì biết cái người chăn chiên này, người mục tử này, và biết số lượng của đoàn chiên. Cho nên khi mà dẫn chiên ra ngoài thì đàn chiên và người mục tử đó sẽ nghe được tiếng và sẽ nhận biết tiếng của người mục tử. Còn chiên lạ hoặc là người lạ đến thì những con chiên này thì người lạ hoặc là người kẻ trộm đến thì những con chiên sẽ không có nghe theo và không có đi theo cái người lạ hay là kẻ trộm kẻ cướp. Đó là cách mà những người chăn chiên bảo vệ cho đoàn chiên của mình. Thì khi Chúa Giêsu nói là tôi là cửa cho chiên ra vào, thì Chúa Giêsu muốn nói với những người Do Thái và nói với mỗi người chúng ta rằng: Để có thể vào được nước trời thì phải qua cửa Giêsu. Để có thể vào được, đến được với Chúa Cha thì phải qua cửa Giêsu. Như là có lần Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy, tức là ai muốn đến được với Cha thì người đó phải qua Thầy, tức là muốn vào vương quốc của Thiên Chúa Cha thì phải qua Đức Giêsu Kitô. Đó là điều mà Đức Giêsu muốn diễn tả, muốn mặc khải cho những người Do Thái ngày hôm nay. Và điều thứ hai mà Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng:
Tôi đến để cho chiên ân được sống và sống dồi dào. Thực vậy, Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài mang đến cho con người niềm vui, bình an, hạnh phúc và ơn cứu độ. Và trong suốt cuộc đời rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã đi khắp đó đây để loan báo tin mừng, gặp biết bao nhiêu người đau khổ, những người bệnh tật về thể xác cũng như về tinh thần, và những người bị quỷ ám và nhiều cái trường hợp đau khổ khác nữa. Chúa Giêsu đều chữa lành, đều yêu thương, đều tha thứ. Và Chúa Giêsu biết con người cần những cái nhu cầu, cần những cái điều kiện nào, thì Chúa Giêsu đã đáp ứng tất cả những yêu cầu, những nhu cầu của con người. Và Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta, chuẩn bị cho những người tin vào Chúa những cái phương tiện khác nhau để qua những cái cách thế mà Chúa Giêsu thiết lập để mang lại cho con người được ơn bình an và ơn chữa lành, hòa giải. Chẳng hạn, để có thể vào vương quốc tình yêu của Thiên Chúa, để có thể trở thành con của Chúa, thì Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích sửa tội. Qua bí tích sửa tội, chúng ta được trở thành con của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là cha, và chúng ta là anh chị em với nhau. Đó là bước đầu tiên mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đến trần gian này để cho đoàn chiên là mỗi người chúng ta được sống và sống dồi dào. Hay là khi chúng ta phạm tội, thì Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích hòa giải, bí tích giải tội để cho chúng ta được ơn chữa lành, được ơn hòa giải, được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi, để chúng ta trở thành con người mới, và như vậy chúng ta tiếp tục được sống và sống dồi dào. Hay là để có thể nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể mà mỗi ngày chúng ta cử hành, chúng ta được lắng nghe lời của Thiên Chúa, chúng ta được đón nhận thánh thể Chúa, chúng ta được rước lấy mình máu thánh của Chúa Giêsu Kitô, đó là nguồn lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Và như vậy, và các bí tích khác cũng tương tự như thế, Chúa Giêsu biết chúng ta cần những gì, và Chúa Giêsu đã thiết lập để rồi khi mà Chúa Giêsu về trời thì chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, bởi thánh thể Chúa và các bí tích khác. Và như vậy, hôm nay Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, có lẽ ngày xưa thì những người Do Thái chưa có hiểu như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được học hỏi, được đón nhận lời của Chúa, được đón nhận từ truyền thống các tông đồ, cho nên chúng ta dễ dàng hiểu, dễ dàng biết và dễ dàng đón nhận. Và khi mà chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta đón nhận, thì chúng ta thấy rằng tình yêu của Chúa Giêsu rất là lớn đối với nhân loại và cái riêng đối với người chúng ta. Cho nên chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và cảm nhận được tình thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã yêu thương, đã ban cho chúng ta những cách thế để cho chúng ta được trở thành con của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu ngày xưa đã nói với người Do Thái, tôi là cửa để cho chiên ra vào. Thì ngày hôm nay chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu, chúng ta đến với Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Đó là niềm vui, đó là niềm hạnh phúc mà chúng ta hằng mong đợi. Amen.